Thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu một lần nữa với tất cả quý vị khách quý, những đại lý phân phối chiến lược của King Crown Infinity. Và xin mời quý đại diện, chúng ta sẽ đến với vị trí chuẩn bị cho nghi thức ký kết ngay tại khu vực bàn ký kết. Xin mời. Xin trên đầu kính mời bà Phạm Thị Ngọc Thanh sẽ ở vị trí giữa và các đại lý phân phối sẽ ở vị trí các xung quanh. Xin mời quý vị. Chúng tôi xin mời các đại diện sẽ ký một chữ ký. Sau đó chúng tôi xin mời quý vị sẽ tiếp tục, đó chính là nâng lên logo của King Crown Infinity dành cho sự chung tay và đồng hành. Thưa quý vị, những đại lý phân phối chính thức của King Crown Infinity sẽ có đó là G7 Real Estate, Bất Động Sản Long Điền, Hacoland, BN Holding và Era Việt Nam.